Hello, cô Lê Thanh xin chào tất cả các em học sinh lớp 12 thân yêu nhé. Các em vừa cùng với cô Phượng tìm hiểu xong bài học về tác gia Hồ Chí Minh. Các em đã nắm được những kiến thức cơ bản về cuộc đời và sự nghiệp của người. Thế các em có lưu lại được dấu ấn gì về bác kính yêu của chúng ta không? Bây giờ cô muốn các em thay đổi không khí một chút nhé. Chuyện kể rằng trước lúc người ra đi, Liên quan đến bài hát này, cô muốn kể cho các em nghe một câu chuyện với bác xảy ra ở năm 1969. Chắc các em cũng đã đoán được rồi. Năm 1969, sức khỏe của bác đã rất yếu. Ngay từ tháng 5, bác đã bắt đầu viết di chúc. Bệnh của bác là bệnh đau tim. Bác đau tim rất nặng. Và do tuổi cao sức yếu, người lại làm việc cật lực, ngày đêm miệt mài tận hiến vì nước vì dân, cho nên bệnh của bác càng ngày càng trở nặng, nhất là sau khi đồng chí Đại tướng Nguyễn Chí Thanh đột ngột qua đời. Sau rất nhiều ngày sốt, hôn mê sâu thì đến đêm mùng 1 tháng 9 bác tỉnh lại. Các đồng chí trong Bộ Chính trị đã vây quanh bác hỏi ý kiến bác về việc sáng ngày mai, ngày mùng 2 tháng 9 có nên đốt pháo hoa cho đồng bào vui như quyết định của bác trong phiên họp Quốc hội đầu năm hay không. Thế thì trước khi trả lời, bác hỏi lại hai câu. Câu thứ nhất, tình hình chiến sự ở miền Nam ra sao? Thì đồng chí Đại tướng Võ Nguyên Giáp là Bộ trưởng Quốc phòng lúc đó đứng ra trả lời. Thưa bác, quân dân miền Nam đang chiến đấu rất anh dũng và giành được nhiều thắng lớn. Bác nói, tốt. Bác lại hỏi tiếp, thế tình hình chống lũ lụt ở miền Bắc như thế nào? Thì các em biết rằng năm 1969, miền Bắc như rơi vào cơn đại hồng thủy, mưa lớn trước đó là mưa lớn tầm tã nhiều ngày, đê sông Hồng luôn ở cấp báo động số 3, tức là cấp độ nguy hiểm nhất. Và người ta ước tính năm đó nếu đê sông Hồng mà vỡ thì cả Hà Nội sẽ lút đến cái đồng hồ ở ga Hàng Cò. Mà cái đồng hồ đó có chiều cao 8 mét, có nghĩa là cả Hà Nội sẽ lút dưới 8 mét nước. Thì trước câu hỏi của bác, đồng chí trưởng ban phòng chống lũ lụt Trung ương đã đứng ra trả lời. Thưa bác, đồng bào miền Bắc đang tích cực phòng chống lũ lụt và hiện nay đê sông Hồng vẫn đứng vững. Bác lại nói tốt, miền Nam thắng giặc Mỹ, miền Bắc thắng thiên tai, bác quyết định đốt pháo hoa. Thế nhưng, đêm đó bệnh tình của bác nặng thêm, các đồng chí trong Bộ Chính trị ngay lập tức quyết định không đốt pháo hoa nữa. Sau này nhà thơ Tố Hữu trong cuốn Theo Chân Bác có viết, chỉ xin nhớ một lời đêm trước, đốt pháo hoa mừng đến lễ sau. Nghĩa là chúng con sẽ ghi nhớ lời dặn của bác đêm mùng 1 tháng 9 đêm trước. Đốt pháo hoa cho đồng bào vui, thế nhưng xin khất bác đến lễ năm sau. Sáng hôm sau, bác lại tỉnh, rất tỉnh. Bác khao khát muốn các đồng chí trong Bộ Chính trị cho bác được nhìn thấy đồng bào của mình một lần, dù chỉ ít phút thôi. Nhưng lúc đó các đồng chí đã vây quanh bác và thú thật với bác rằng vì bác rất ốm rất nặng cho nên các đồng chí đã không đốt pháo hoa và tổ chức lễ meeting cũng rất đơn giản và hiện nay đã xong rồi. Nghe đến đó, bác bày tỏ một cái sự đau xót quặn lòng. Bác nói rất nhỏ, thế là lỡ mất rồi. Rồi sau đó, ngay sau đó, bác muốn nghe một bài dân ca xứ Huế. Thế thì trước cái yêu cầu rất bất ngờ của bác, thì các đồng chí ngơ ngác, rồi tất cả lặng im mãi. Bác nói tiếp, bác muốn nghe một bài dân ca xứ Nghệ, cũng không ai hát được và cũng không ai hát nổi. Lặng im tiếp, bác lại nói, bài dân ca nào cũng được. Thì lúc đó, cô y tá bước vào,
đó là chị Ngô Thị Oanh, sau này là bác sĩ viện quân y 103. Các đồng chí kéo chị lại, giải thích và đề nghị chị hát cho bác nghe một bài. Năm 1990, khi cả nước long trọng kỷ niệm 100 năm ngày sinh của bác, thì chị Oanh lên truyền hình kể lại, và chính cô là người trực tiếp nghe chị Oanh kể rằng, lúc đó trong cái tâm trạng cực kỳ xúc động, chị đã hát bài Người ơi người ở đừng về. Khi hát xong, bác nói, bác muốn tặng cho chị một bông hồng và một bông huệ. Thế là các đồng chí thực hiện thay bác. Sau đó chị Oanh ngồi xuống cầm tay bác xoa nắn. Bác cứ lịm dần. Và các đồng chí vây quanh bác, các thầy thuốc cũng nỗ lực hồi sức cấp cứu cho bác. Nhưng cuối cùng đã không thể. Người đã ra đi, chút hơi thở cuối cùng vào lúc 9 giờ 47 phút ngày 2 tháng 9 năm 1969. Sau này, ông Vũ Kỳ, thư ký riêng của bác, đã đem câu chuyện bác mất kể cho nhạc sĩ Trần Hoàn nghe và giao trách nhiệm. Anh phải sáng tác một bài hát ghi lại giây phút thiêng liêng đó để truyền lại cho con cháu. Nhạc sĩ Trần Hoàn nhận lời, nhưng ngay sau đó cả tháng trời ông không sáng tác nổi vì băn khoăn. Tại sao bác lại muốn nghe câu dân ca xứ Huế trước mà không phải là dân ca xứ Nghệ quê hương bác? Thì ông Vũ Kỳ có giải thích, có lẽ xứ Huế là nơi ghi dấu kỷ niệm đau thương của gia đình bác. Và các em biết rằng bà Hoàng Thị Loan, thân mẫu của bác, sinh người con thứ tư tại Huế đã bị băng huyết. Và gia đình bác nghèo đến mức không có tiền thuốc thang chữa trị, cho nên bà đã mất ngay sau đó. Và chính Nguyễn Tất Thành, tức là bác, đã phải bế đứa em đi bú mày. Nhưng cũng chỉ được 10 ngày rồi đứa em mất bởi vì quá yếu đuối trứng nước. Như vậy là ở Huế đã lưu giữ hai nấm mồ của gia đình bác, đó là mẹ và em trai. Hơn nữa, Huế ở bên kia cầu Hiền Lương, bên kia vĩ tuyến 17, đó là biểu tượng của nỗi đau chia cắt đất nước. Mà sinh thời thì bác luôn trăn trở, băn khoăn, day dứt, canh cánh bên lòng nỗi nhớ về miền Nam và trăn trở về cái nỗi đau chia cắt này. Cho nên đó là những lý do bác muốn nghe câu dân ca xứ Huế đầu tiên. Thế thì sau khi đã giải đáp được những băn khoăn thắc mắc thì nhạc sĩ Trần Hoàn ngay lập tức cho ra đời bài hát Lời Bác Dặn Trước Lúc Đi Xa. Chuyện kể rằng trước lúc người ra đi, bye.
Đây là một trong những bài hát hay nhất về Bác đấy các em. Sáng tác về Bác hay nhất trong thơ phải kể đến nhà thơ Tố Hữu, trong âm nhạc là nhạc sĩ Trần Hoàn, người hát hay nhất về Bác có lẽ là nghệ sĩ nhân dân Thu Hiền. Các em thân mến, cô đã kể cho các em nghe câu chuyện cảm động về Bác ở giây phút Bác ra đi. Cô muốn thế hệ các em hôm nay hiểu rõ hơn về cuộc đời của Bác, cuộc đời của một con người vĩ đại, luôn hết lòng vì nước, vì dân. Từ câu chuyện đó, cô cũng muốn các em hiểu rằng, sinh thời Hồ Chí Minh không muốn trở thành một nhà văn, nhà thơ, đúng như người nói. Suốt đời tôi chỉ có một ham muốn tột bậc, một ham muốn tột bậc là làm sao cho nước ta được độc lập, dân ta được tự do, đồng bào ta ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành. Và người đã toàn tâm toàn lực lo cho sự nghiệp cách mạng cứu nước cứu dân. Nhưng trên con đường cứu nước cứu dân đó, người lại phát hiện ra rằng văn chương là một thứ vũ khí lợi hại, sắc bén, có thể hỗ trợ đắc lực cho sự nghiệp cách mạng của người. Đúng như Napoleon, một trong 10 vị tướng tài giỏi nhất của thế giới nói rằng: trên đời này có hai sức mạnh, thanh gươm và cây bút. Thanh gươm thì đoạt thành chiếm đất, cây bút chinh phục lòng người, rút cục cây bút mạnh hơn. Hay như nhà thơ Nga Mayakovsky cũng từng nói: tôi muốn đặt ngang ngòi bút với lưỡi lê. Nghĩa là cây bút, hay nói cách khác là văn chương, luôn có sức mạnh đuổi nghìn quân giặc, nên Hồ Chí Minh đã nắm lấy nó và mài sắc nó bằng ý chí quật cường. Và cuối cùng, người trở thành một nhà văn, nhà thơ bất đắc dĩ. Bất đắc dĩ, nhưng thực chất người lại là một tác gia văn học thời đại. Sự nghiệp văn học của người đồ sộ trên 3 mảng: văn chính luận, truyện ký và thơ ca. Trong đó mảng văn chính luận là một mảng quan trọng đặc sắc, giúp người đạt được nhiều mục đích chiến đấu. Thế thì chính luận là gì? Ở lớp 11 các em đã học chính luận là một thể văn nghị luận, bàn bạc về một vấn đề chính trị để chiến đấu với kẻ thù một cách trực tiếp trên mặt trận văn hóa tư tưởng. Hồ Chí Minh là một cây bút chính luận đại tài và người đã để lại nhiều tác phẩm kiệt xuất, nào là Bản án chế độ thực dân Pháp, Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến và đặc biệt là Tuyên ngôn độc lập, một áng văn được xem là áng văn mở nước hào sảng nhất từ xưa đến nay. Bây giờ cô mời các em mở sách vở ra để chúng ta tìm hiểu tiếp tiết 5-6 Tuyên ngôn độc lập phần 2, phần tác phẩm. Trong phần này thì chúng ta sẽ bắt đầu từ việc tìm hiểu tiểu dẫn. Một lớn là tiểu dẫn. Và trong phần tiểu dẫn thì chúng ta nắm 3 đơn vị kiến thức cơ bản: hoàn cảnh ra đời, giá trị tác phẩm và bố cục văn bản. Bây giờ ta đi vào phần thứ nhất là hoàn cảnh ra đời. Trong hoàn cảnh ra đời thì chúng ta lại nắm hoàn cảnh trong nước và hoàn cảnh quốc tế. Thế thì ở hoàn cảnh trong nước, các em lại nắm 3 đơn vị kiến thức như sau. Thứ nhất, khi chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc, phát xít Nhật là kẻ đang xâm chiếm nước ta đã đầu hàng đồng minh, nhân dân cả nước nổi dậy giành chính quyền. Ngày 26 tháng 8 năm 1945, Hồ Chí Minh đã bắt tay soạn thảo tuyên ngôn độc lập tại căn nhà số 48 Hàng Ngang. Ngày 2 tháng 9 năm 1945, người đã thay mặt chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đọc tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam mới. Thế nhưng các em lại hiểu, nếu như chỉ đọc tuyên ngôn độc lập trước hàng chục vạn đồng bào Việt Nam thì Hồ Chí Minh có lẽ không cần phải lập luận lý lẽ quá nhiều như thế. Vậy thì chúng ta phải tìm hiểu tiếp về hoàn cảnh quốc tế. Về hoàn cảnh quốc tế, chúng ta lại chú ý. Lúc này, khi chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc, thì lực lượng thù địch và bọn cơ hội quốc tế đang mang dã tâm nô dịch đất nước ta một lần nữa.
đặc biệt là bọn thực dân Pháp, vì muốn hợp thức hóa âm mưu tái chiếm Việt Nam, cho nên chúng đã tung ra dư luận quốc tế những luận điệu vô cùng xảo trá rằng là chúng có công đem văn minh khai hóa đến cho đất nước ta, chúng có công bảo hộ dân ta. Bây giờ khi phát xít Nhật đã đầu hàng đồng minh thì chúng đương nhiên có quyền quay trở lại nước ta. Đông Dương là đất bảo hộ của người Pháp đã bị thực dân Pháp chiếm đóng, đã bị phát xít Nhật chiếm đóng, nay phát xít Nhật đầu hàng đồng minh thì Đông Dương đương nhiên thuộc quyền bảo hộ của người Pháp, mà Đông Dương tức là trong đó có Việt Nam. Thì đây là những cái luận điệu vô cùng xảo trá, điêu ngoa, chúng đang muốn lừa dối dư luận quốc tế để mục đích hợp thức hóa cái việc tái chiếm nước ta, xâm chiếm và đất nước ta một lần nữa. Vì thế cho nên Hồ Chí Minh muốn tuyên bố được độc lập thì trước hết người phải tranh luận để bác bỏ những cái luận điệu xảo trá đó của bọn chúng. Đấy. Như vậy, nói về hoàn cảnh ra đời thì các em ghi nhớ hai cái đơn vị kiến thức cơ bản là trong nước và quốc tế như thế cho cô. Đơn vị kiến thức tiếp theo là các em ghi nhớ về giá trị của tác phẩm. Thì có ba giá trị. Thứ nhất là giá trị lịch sử. Bản tuyên ngôn là lời xóa bỏ chế độ thực dân phong kiến, mở ra một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên của độc lập, tự do và dân chủ xã hội. Giá trị nghệ thuật thì tuyên ngôn độc lập là một áng văn chính luận đặc sắc với lập luận chặt chẽ, lý lẽ sắc bén, bằng chứng xác thực, ngôn ngữ hùng hồn đầy cảm xúc. Và cuối cùng là giá trị tư tưởng. Thì về mặt tư tưởng thì tuyên ngôn độc lập là một áng văn tâm huyết, kết tinh được toàn bộ tư tưởng yêu nước thương dân và khát vọng độc lập tự do cháy bỏng của Hồ Chí Minh mà cũng là của toàn dân tộc. Đơn vị kiến thức thứ ba các em cần khai thác đó là bố cục văn bản. Khi nói về bố cục văn bản thì các em lại phải hiểu điều này. Bất kỳ một bản tuyên ngôn độc lập nào cũng phải lập luận theo ba bước. Bước thứ nhất là xây dựng căn cứ pháp lý, tức là dựa vào đâu mà anh có thể tuyên bố độc lập được. Bước thứ hai là nêu ra căn cứ thực tiễn, là tội ác của kẻ thù đối với đất nước và thực tế đấu tranh của đất nước. Sau khi đã đầy đủ hai căn cứ pháp lý và thực tiễn thì lúc đó anh mới đi đến mới có thể đi đến tuyên bố độc lập chủ quyền. Ba bước này bản tuyên ngôn nào cũng phải có, ngắn như của Lý Thường Kiệt cũng phải có. Và ba bước này ứng với ba phần của văn bản. Đối với tuyên ngôn độc lập thì phần thứ nhất là từ đầu đến không ai chối cãi được. Phần này là phần xây dựng căn cứ pháp lý. Phần thứ hai tiếp đến dân tộc đó phải được độc lập, là phần này bác đi về nêu toàn bộ tội ác của kẻ thù thực dân Pháp và thực tế đấu tranh của nhân dân ta. Phần còn lại là tuyên ngôn và tuyên bố về ý chí bảo vệ độc lập tự do của dân tộc Việt Nam. Đó là bố cục ba phần của bản tuyên ngôn. Bây giờ các em chuyển sang phần hai lớn, đọc hiểu. Và trong tiết 5 hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau đi vào tìm hiểu phần thứ nhất là phần xây dựng căn cứ pháp lý. Khi nói về việc xây dựng căn cứ pháp lý thì các em chú ý là dân tộc ta đã có ba bản tuyên ngôn độc lập. Thứ nhất là của Lý Thường Kiệt, thứ hai là của Nguyễn Trãi và thứ ba là của Hồ Chí Minh. Ba bản này có mỗi bản có một cách xây dựng căn cứ pháp lý khác nhau. Nếu trước kia do cái hoàn cảnh lịch sử lúc đó quy định cho nên Lý Thường Kiệt trong Nam Quốc Sơn Hà buộc phải lấy cõi linh thiêng sách trời làm căn cứ. Sông núi nước Nam, vua Nam ở, danh danh định phận ở sách trời. Sách trời nghe có vẻ linh thiêng huyền bí.
Đến bàn thứ hai Bình Ngô Đại Cáo thì Nguyễn Trãi khoa học hơn, đã lấy gương mặt văn hóa Đại Việt và đường biên trên bản đồ. Hay đúng hơn là Nguyễn Trãi đưa ra một định nghĩa hoàn chỉnh về quốc gia độc lập. Như nước Đại Việt ta từ trước vốn xưng nền văn hiến đã lâu, núi sông bờ cõi đã chia, phong tục Bắc Nam cũng khác. Từ Triệu Đinh Lý Trần bao đời gây nền độc lập, cùng Hán Đường Tống Nguyên mỗi bên xưng đế một phương, tuy mạnh yếu từng lúc khác nhau, song hào kiệt đời nào cũng có. Nghĩa là Nguyễn Trãi đã khẳng định rằng quốc gia Đại Việt hoàn toàn có đủ tư cách là một quốc gia độc lập, bởi vì chúng ta có đầy đủ các yếu tố về tên nước, nền văn hiến, phong tục tập quán, đường biên trên bản đồ, truyền thống đấu tranh bất khuất và giống nòi cao quý. Như vậy, hai bản tuyên ngôn trước đã có đầy đủ căn cứ pháp lý. Thế Hồ Chí Minh xây dựng căn cứ pháp lý cho mình như thế nào? Bây giờ các em nghe. Hồi đồng bào cả nước, tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng, tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được. Trong những quyền ấy có quyền được sống, quyền tự do và quyền nhu cầu hạnh phúc. Lời bất hủ ấy ở trong bản tuyên ngôn độc lập năm 1776 của nước Mỹ suy luận ra câu ấy có ý nghĩa là tất cả các dân tộc trên thế giới đều sinh ra bình đẳng, dân tộc nào cũng có quyền sống, quyền sung sướng và quyền tự do. Bản tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền của cách mạng Pháp năm 1791 cũng nói: người ta sinh ra tự do và bình đẳng thì quyền đây và phải luôn luôn được tự do và bình đẳng về quyền lợi. Đó là những lời phải không ai chối cãi được. À, các em vừa nghe chính giọng đọc của bác. Trong phần 1 này, bác đã xây dựng căn cứ pháp lý như thế nào? À, đầu tiên, người đi về trích dẫn nguyên văn hai bản tuyên ngôn của Mỹ, của Pháp. Đó là bản tuyên ngôn độc lập năm 1776 của nước Mỹ và tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền của cách mạng Pháp năm 1791. Thế lý do gì người lại trích dẫn nguyên văn hai bản tuyên ngôn này? À, thì các em chú ý. Thứ nhất, đây là hai bản tuyên ngôn cùng đề cập đến quyền con người. Người Mỹ nói rằng tất cả mọi người đều sinh ra có quyền tự do và bình đẳng. Còn người Pháp thì lại nói rằng người ta sinh ra có quyền tự do và bình đẳng về quyền lợi. Có nghĩa là cả hai bản đề cập quyền con người. Thứ hai, hai bản này cùng được thế giới thừa nhận. Thế giới đã thừa nhận hai bản tuyên ngôn đó là chân lý, là những lời bất hủ. À, bây giờ Hồ Chí Minh trích dẫn vào tuyên ngôn của Việt Nam. Thế nhưng trích dẫn xong thì người lại lập luận suy rộng. Lập luận suy rộng. Trong phần lập luận suy rộng này, các em thấy người đã nâng quyền con người lên thành quyền dân tộc, thay quyền mưu cầu hạnh phúc thành quyền sung sướng. Thế thì ta lại tìm hiểu lý do tiếp, vì sao người lại có thể suy rộng như thế. Thì đây là lý do. À, các em biết rằng quyền con người và quyền dân tộc thực chất là quy định ràng buộc lẫn nhau, có quyền này thì mới có quyền kia. À, con người ta muốn có quyền tự do thì phải tham gia bảo vệ quyền của cộng đồng, của dân tộc. Con người ta muốn đảm bảo quyền con người chỉ được đảm bảo khi quyền dân tộc được đảm bảo. Thế thì anh tuyên ngôn rằng là anh cho tôi cái quyền được tự do, thế nhưng mà anh lại mang bom đạn đến đây để mà xâm phạm đất nước tôi, rồi là giết chóc đồng bào tôi, chà đạp lên quyền sống của con người nước tôi, thì thử hỏi tôi có quyền tự do nữa hay không? Cho nên là quyền con người muốn có được thì con người phải bảo vệ được quyền của dân tộc đã, và có quyền dân tộc thì mới có quyền con người. Đấy, hai quyền nó quy định lẫn nhau.
sau khi Bác dẫn chứng như thế thì Bác muốn thế giới phải thừa nhận rằng là khi thế giới đã thừa nhận quyền con người thì đương nhiên phải thừa nhận quyền dân tộc. Điều đó có nghĩa là người biến một chân lý đã được thừa nhận, đó là quyền con người, thành một chân lý mới là quyền dân tộc. Và từ đây mọi lập luận của người đều xoay quanh quyền dân tộc. Cũng có nghĩa là người đã biến quyền dân tộc thành pháp lý, thành cái chỗ dựa pháp lý vững chắc cho tuyên ngôn độc lập của Việt Nam. Đấy, thì đây là một cống hiến to lớn của Hồ Chí Minh vào cái kho tàng tinh hoa tư tưởng của nhân loại. Bởi vì theo đánh giá của ông Shingo Shibata, nhà phê bình Nhật Bản rằng Hồ Chí Minh đã phát triển quyền lợi của con người thành quyền lợi dân tộc. Như vậy là tất cả mọi dân tộc đều có quyền tự quyết định lấy vận mệnh của mình. Cũng có nghĩa Hồ Chí Minh đã bắn một phát súng lệnh, người đã trao cho các dân tộc trên thế giới cái quyền được tự do, người đã truyền cảm hứng cho các dân tộc bị áp bức trên thế giới là đứng lên để mà tự đấu tranh giành giữ lấy quyền độc lập tự do cho mình. Thì đây là một cống hiến to lớn của người vào cái kho tàng tinh hoa tư tưởng của nhân loại như vậy. Việc trích dẫn đó không chỉ giúp người xây dựng được căn cứ pháp lý vững chắc cho tuyên ngôn của Việt Nam mà còn thể hiện một cái sự khéo léo sáng tạo. Vậy khéo léo chỗ nào? Sáng tạo ra sao? Bây giờ các em đi vào tìm hiểu. Thứ nhất là khéo léo. Kiến thức thứ nhất là khéo léo. Cách khéo léo thứ nhất: khi trích dẫn hai bản tuyên ngôn của Mỹ Pháp vào tuyên ngôn của Việt Nam, tức là người đã trân trọng thành quả văn hóa của nhân loại. Thứ hai, người nâng tầm địa vị của dân tộc Việt Nam trên trường quốc tế. Bởi vì khi người đặt ba cuộc cách mạng của ba dân tộc ngang nhau, có nghĩa là địa vị của dân tộc Việt Nam sẽ ngang hàng với địa vị của nước Pháp, nước Mỹ và bất kỳ một quốc gia nào trên thế giới. Nếu xưa kia ông cha ta tuyên bố độc lập là tuyên bố trong thế tay đôi với thực dân Pháp. Ông cha ta là tuyên bố tay đôi với bọn bành trướng Trung Hoa. Bởi vì trong nghìn năm phong kiến đó thì bọn bành trướng Trung Hoa đã liên tiếp nhiều lần đô hộ xâm lược chúng ta. Và mỗi lần đánh thắng chúng thì ông cha ta lại tuyên bố tay đôi với chúng. Có nâng tầm địa vị thì cũng chỉ nâng tầm địa vị lên ngang hàng với nước lớn Trung Hoa và trong môi trường Đông Phương hạn hẹp. Thì bây giờ Hồ Chí Minh, khi mà người đặt cuộc cách mạng của Việt Nam lên ngang hàng với cách mạng của nước Mỹ, tức là Việt Nam đánh đổ xiềng xích thực dân thì ngang hàng với cái cuộc lật đổ chế độ thực dân Anh của nước Mỹ, và Việt Nam lật đổ ngai vàng phong kiến thì ngang hàng với cái cuộc cách mạng lật đổ chế độ phong kiến của nước Pháp. Thế thì ba cái nhiệm vụ chính trị của ba nước như thế này ngang nhau thì ba dân tộc bình đẳng, và cái bản tuyên ngôn độc lập của Việt Nam cũng bình đẳng với tuyên ngôn của Mỹ, của Pháp. Và như vậy thì địa vị dân tộc Việt Nam đã được hòa nhập vào cộng đồng thế giới và ngày một phát triển cao hơn trong lịch sử tiến hóa của nhân loại. Thì đó là cái sự khéo léo. Bên cạnh sự khéo léo là sự sáng tạo. Vậy thì sáng tạo chỗ nào? Có 5 cái sáng tạo. Thứ nhất, trích dẫn là người đã chữa khéo trích dẫn và suy rộng, có nghĩa là người đã chữa khéo được mặt hạn chế của hai bản tuyên ngôn kia. Người Mỹ, người Pháp chỉ tuyên bố quyền con người, không tuyên bố quyền dân tộc.
Có nghĩa là họ đã tạo một cái khe hở cho lớp con cháu hậu sinh của họ đi xâm phạm quyền tự do của các dân tộc khác trên thế giới. Bây giờ người suy rộng nâng quyền con người lên thành quyền dân tộc, tức là người đã khép lại cho chặt chẽ cái chỗ hở của hai bản tuyên ngôn kia. Thứ hai, khi người thay quyền mưu cầu hạnh phúc bằng quyền sung sướng, tức là vừa đảm bảo tính pháp lý lại phù hợp với truyền thống đạo lý của dân tộc Việt Nam. Thế vì sao cô nói như vậy? Thì các em biết rằng mưu cầu hạnh phúc của người Mỹ là gì? Người Mỹ cho rằng con người ta muốn đạt được cái nhu cầu hạnh phúc cá nhân thì có thể làm, có quyền được làm bất cứ việc gì, kể cả những cái âm mưu thủ đoạn thâm độc tàn bạo xấu xa nhất cũng không từ. Cái điều này thể hiện rõ nhất là ở những cái bộ phim thương trường của Trung Quốc, của Hàn Quốc hay của các nước tư bản. Thương trường như chiến trường, cái sự thành công của một công ty này dựa trên cái nền tảng là những cái mánh khóe tiểu xảo thủ đoạn để đánh gục một công ty khác. Hạnh phúc của cá nhân này là dựa trên cái sự đổ vỡ của một cá nhân khác. Và như thế, các em thấy có phi nhân đạo không? Đó cũng là lý do mà Marx nói rằng chủ nghĩa tư bản ngay từ khi mới ra đời đã ngấm đầy máu và bùn từ lỗ chân lông. Đầy rẫy những cái xấu xa tan bạo để đạt được cái mưu cầu hạnh phúc cá nhân. Và một cái tư tưởng phi nhân đạo như thế thì rõ ràng không thể phù hợp với một cái dân tộc mà đề cao truyền thống đạo lý nhân văn như dân tộc Việt Nam. Cho nên người mới thay cái quyền mưu cầu đó bằng cái quyền sung sướng. Và thứ ba, người trích dẫn hai bản tuyên ngôn của Mỹ, Pháp là hai là những cái chân lý mà thế giới vừa thừa nhận xong, cho nên sẽ nhanh chóng thu hút được lòng người, tạo được sự công nhận tức khắc tối đa của nhân loại cho bản tuyên ngôn của Việt Nam. Thứ tư, người Mỹ, người Pháp tuyên bố rằng con người ta có quyền tự do. Nhưng thực chất, Mỹ, Pháp lại là những tên đế quốc sừng sỏ, kẻ thù nguy hiểm nhất của loài người. Chúng luôn lăm le xâm phạm quyền tự do của các dân tộc khác trên thế giới. Và trong thực tế thì thực dân Pháp đã xâm lược Việt Nam. Đế quốc Mỹ thì luôn luôn lăm le lấy danh nghĩa đồng minh để nhảy vào miền Nam Việt Nam của chúng ta. Mục đích nói bên ngoài là nói là giúp Việt Nam giải giáp quân Nhật. Nhưng thực chất bên trong là muốn ăn cướp nước ta. Thế thì đây là hai kẻ thù nguy hiểm trước mắt và lâu dài đối với đất nước ta. Cho nên bây giờ Bắc trích dẫn hai bản tuyên ngôn của chúng vào tuyên ngôn của Việt Nam, tức là người muốn dùng miệng lưỡi của chúng để chặn trước những cái âm mưu xâm lược trước mắt và lâu dài của chúng đối với Việt Nam. Đấy. Và cuối cùng, thực tế là thực dân Pháp đã xâm lược Việt Nam rồi, cho nên lẽ ra là khi xây dựng, khi trích dẫn tuyên ngôn của Mỹ và lập luận suy rộng để tìm ra căn cứ pháp lý, trích dẫn tuyên ngôn của Mỹ xong thì người có thể lập luận suy rộng và tìm ngay được căn cứ pháp lý cho tuyên ngôn của Việt Nam rồi. Nhưng sau đó người vẫn tiếp tục đưa tuyên ngôn của người Pháp vào. Đó là vì Bác muốn lấy đó làm tiền đề để vạch trần tội ác của thực dân Pháp đối với Việt Nam ở phần sau. Và thứ hai, người muốn biến chúng thành những kẻ mất hết lương tri, chà đạp lên đạo lý tổ tiên, phản bội lại truyền thống ông cha của chúng. Chúng tuyên ngôn một đằng nhưng làm một nẻo, bảo rằng con người ta có quyền tự do, nhưng thực chất hơn 80 năm qua chúng đã chà đạp lên quyền tự do của người Việt Nam. Cho nên đây là cái chiến thuật
cao tay dùng gậy ông đập lưng ông của Hồ Chí Minh. Đó là thể hiện một cái trình độ văn chương luận chiến bậc thầy, dùng những cái lý lẽ thật là sắc bén, thông minh để đập lại kẻ thù, đánh kẻ thù, đuổi, đẩy lùi cái nguy cơ bị xâm lược trước mắt và lâu dài cho dân tộc Việt Nam. Đấy. Cô rất tâm đắc với một câu nói nổi tiếng của nhà văn Pháp rằng văn học đó là tư tưởng đi tìm cái đẹp trong ánh sáng. Thế thì dưới ánh sáng của công lý chính nghĩa, Hồ Chí Minh đã làm tròn thiên chức của một người nghệ sĩ, chiến sĩ. Đó là xuất phát từ lòng yêu nước, thương dân, từ cái khát vọng độc lập, tự do, cháy bỏng cho dân tộc mà người đã luôn luôn tìm mọi cách chiến đấu với kẻ thù, tiết kiệm cái sức người, sức của cho dân tộc Việt Nam để xây dựng được một cái căn cứ pháp lý vô cùng, pháp lý chính nghĩa vô cùng vững chắc cho tuyên ngôn độc lập của chúng ta. Và chính cái tư tưởng đó đã chi phối để giúp người có thể tìm ra một cái cách lập luận vô cùng chặt chẽ, sắc bén, một mũi tên có thể bắn vào nhiều đích khác nhau, chiến đấu trực diện với kẻ thù, giáng những cái đòn đau đích đáng vào chúng để đẩy lùi cái nguy cơ bị xâm lược cho nước nhà. Các em thân mến, cô vừa cùng với các em tìm hiểu và khám phá xong phần thứ nhất với nội dung đi tìm căn cứ pháp lý chính nghĩa cho tuyên ngôn độc lập Việt Nam của Hồ Chí Minh. Thế nhưng có được căn cứ pháp lý rồi, người đã đủ sức để tuyên bố độc lập hay chưa? Xin thưa, chưa. Phải có cả căn cứ thực tiễn, phải vạch trần được cái bộ mặt thật của thực dân Pháp, cái tội ác tày trời dã man của chúng đối với đất nước ta trên 80 năm và trong vòng 5 năm bán nước ta 2 lần cho Nhật. Rồi người phải chỉ ra được cái sức mạnh chiến đấu của Việt Nam trên mặt trận chống quân thù. Rồi cuối cùng mới có thể đi đến tuyên bố. Thế thì cái phần nêu căn cứ thực tiễn và lời tuyên bố đó cô sẽ cùng với các em tìm hiểu ở tiết sau. Giờ học hôm nay đến đây là hết. Cô thân ái chào các em và chúc các em học tập tốt, ghi bài đầy đủ và nhớ chụp bài gửi cho các cô giáo của mình nhé. Cô xin trân trọng cảm ơn các em. Bye bye.